Dự kiến trong tháng 10 này, sẽ có thêm nhiều mẫu ô tô mới ra mắt thị trường Việt Nam, trong đó chủ yếu vẫn là các dòng xe gầm cao. Sau đây hãy cùng K360 điểm mặt những mẫu ô tô mới sắp cập bến thị trường Việt Nam ngay trong tháng 10 này. Toyota Innova Cross 2023 chính là cái tên đầu tiên được nhắc đến trong video ngày hôm nay. Mới đây, hãng xe Nhật đã xác nhận Innova Cross hoàn toàn mới sẽ ra mắt vào ngày 12 tháng 10 tới. Theo các đại lý, Innova thế hệ mới được nhập khẩu từ Indonesia, trong khi các bản cũ vẫn bán song song và lắp ráp trong nước. Khác với phiên bản hiện tại, Toyota Innova Cross 2023 sẽ sở hữu thiết kế mang phong cách SUV và được cung cấp nhiều trang bị hiện đại cùng công nghệ hybrid. Giá của xe dự kiến nằm trong khoảng trên 900 triệu đến 1,1 tỷ đồng. Theo Toyota Việt Nam, Innova Cross 2023 sẽ sở hữu ngoại hình thể thao với phần đầu bề thế cùng bộ vành 18 inch mới. Bên trong cabin, nội thất xe rộng rãi, sang trọng nhờ sử dụng chất liệu da trên nhiều bề mặt. Những trang bị nổi bật trên Innova Cross thế hệ mới có hệ thống điều hòa tự động, phanh tay điện tử và cốp đóng mở điện. Bên cạnh đó, bản Hybrid còn được bổ sung thêm cửa sổ trời cùng hàng ghế thứ hai kiểu thương gia có độ ngả tối ưu. Toyota Innova Cross 2023 được phát triển trên hệ khung gầm TNGA với hai tùy chọn động cơ xăng và Hybrid. Bên cạnh đó, mẫu MPV này còn được gia tăng kích thước đáng kể với chiều dài 4.760mm, chiều rộng 1.850mm, chiều cao 1.790mm và chiều dài cơ sở đạt 2.850mm. Về an toàn, Innova Cross thế hệ mới được cung cấp camera 360 độ, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Ngay sau Innova Cross chính là Honda CR-V thế hệ mới. Honda CR-V thế hệ mới nhiều khả năng được giới thiệu tại thị trường Việt ngay trong tháng 10 này, có thêm lựa chọn động cơ hybrid và dẫn động AV thép D. Hiện tại, một số đại lý Honda bắt đầu nhận đặt cọc Honda CR-V thế hệ mới, đồng thời cho biết mẫu SUV này đã cận kề thời điểm chính thức ra mắt tại Việt Nam. Honda CR-V mới có kích thước chiều dài 4.694mm, chiều rộng 1.864mm, chiều cao 1.692mm và chiều dài cơ sở đạt 2.700mm. Ngoại hình CR-V mới được cải tiến với lưới tản nhiệt hình mở rộng, họa tiết đen mờ bên trong kèm logo RS. Hệ thống đèn pha và cos LED thích ứng đi kèm đèn định vị ban ngày dạng tia đuổi hiện đại. Bộ la răng của xe giữ nguyên thiết kế chỉ khác màu sơn đen, gương chiếu hậu cũng tương tự. Nội thất Honda CR-V mới sắp bán tại Việt Nam có thể gây ấn tượng với màn hình trong xe dạng nổi, kích thước 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình sau vô lăng là điện tử, kích thước 10,2 inch, tùy chọn âm thanh Bose trên bản cao cấp. Về vận hành, phiên bản máy xăng sử dụng động cơ tăng áp 4 xi lanh 1.5 lít cho công suất 190 mã lực và mô men xoắn 242 Nm kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Còn với phiên bản Hybrid, xe được trang bị hệ truyền động EHEV bao gồm một máy xăng Atkinson Sai của 4 xi lanh 2.0 lít và 2 motor điện. Tổng công suất của xe là 204 mã lực và mô men xoắn 271 Nm. Về trang bị an toàn, CR-V thế hệ mới ở Việt Nam nhiều khả năng sẽ có 6 túi khí, camera 360 độ, theo dõi làn đường, cảnh báo buồn ngủ cùng gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing. Đứng thứ 3 chính là MGHS 2023. Chứng kiến màn lột xác của Honda CR-V và Mazda CX-5, hãng xe hơi Trung Quốc cũng có màn đáp trả bằng việc mở bán MGHS phiên bản nâng cấp. Theo thông tin từ nhân viên tư vấn bán hàng, lễ ra mắt MGHS 2023 sẽ diễn ra ngay trong tháng 10 năm 2023. Ở lần nâng cấp này, giá xe MGHS hạ nhiệt là do chuyển đổi nguồn cung. Trước đây, MGHS được nhập về Việt Nam từ Trung Quốc, nay được phân phối dưới dạng xe nhập khẩu từ Thái Lan. MGHS 2023 mang đến cho người tiêu dùng hai lựa chọn về động cơ. Đầu tiên là khối động cơ xăng 4 xi lanh, 1.5 lít, sản sinh công suất cực đại 162 mã lực và mô men xoắn cực đại 249 Nm. Động cơ thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid, sản sinh công suất 284 mã lực và mô men xoắn cực đại 480 Nm. Cả hai động cơ này đều kết hợp với hộp số tự động 7 cấp. Cuối cùng là Hayma 7X và 8S. Mới đây, Hayma 7X và 8S đã được bắt gặp trên đường phố Việt Nam. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, hai mẫu xe Trung Quốc này sẽ được ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10, thông qua nhà nhập khẩu và phân phối Carvivu. Hayma 7X thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander, Honda BRV và Toyota Velocross. Một số trang bị nổi bật có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hệ thống điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh. Hayma 7X có hai tùy chọn động cơ gồm máy xăng tăng áp 1.5 lít, 165 mã lực và máy xăng tăng áp 1.6 lít, 195 mã lực và 293 Nm.
Trang bị an toàn của xe có 6 túi khí, camera 360 độ, phanh tay điện tử, hệ thống kiểm soát hành trình và một số tính năng trợ lái ADAS. Trong khi đó, Hi8S được định vị trong phân khúc SUV cỡ C và sẽ cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm như Mazda CX-5, Honda CR-V và Hyundai Tucson. Những trang bị đáng chú ý có màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 6 loa, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Dưới nắp capo, Hi8S được trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xi lanh 1.6 lít, sản sinh công suất 195 mã lực và mô men xoắn 293 Nm, đi kèm khối động cơ là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp. Theo đại diện của Hi8S, mức giá dự kiến cho 7X là từ 600 đến 700 triệu đồng và cho 8S là từ 700 đến 800 triệu đồng.